Minh Thúy xin kính chào quý vị. Northrop Grumman nhận được bản hợp đồng về việc phát triển cùng với các công ty quốc phòng. Chiếc máy bay tối mật, chiến đấu anh tạc tàn hình, không người lái, hỏa tiễn siêu âm hiện đại nhất, chiếc B-21 Raider, công nghệ laser, Reagan, hỏa tiễn siêu âm và máy bay tàng hình, đó không phải là vũ khí khoa học viễn tưởng nữa, mà đó là công nghệ tương lai của quân đội Hoa Kỳ. Thông tin chi tiết về dự án Raider được giấu kín, nhưng một số thông tin về chúng đã được các chuyên gia và các nhà phân tích đưa ra và được tạp chí National Interest của Mỹ đăng tải. Không quân Mỹ đã bước vào giai đoạn mới trong việc chế tạo máy bay oanh tạc tầm xa B21 Raider. B21 Raider được mệnh danh là máy bay oanh tạc đầu tiên của thế kỷ thứ 21 dự định sẽ gia nhập vào năm 2025 và thay thế chiếc B2 cũng như B1 và B52. Công việc của chiếc B21 Raider là cung cấp vũ khí tầm xa và vũ khí nhiệt hạch, thu thập thông tin tình báo và đánh chặn máy bay địch. Có tin cho rằng B21 Raider có thể hoạt động có hoặc là không có phi công. Và một khi được phóng ra từ Hoa Kỳ, Máy bay sẽ có khả năng tấn công bất kỳ mục tiêu nào trên thế giới mà không cần tiếp nhiên liệu. Theo các nhà quan sát của tạp chí cho rằng chiếc máy bay B21 Raider này thuộc thế hệ máy bay tàng hình thứ tư, có thể vượt qua mọi hệ thống phòng thủ hiện đại nhất trên thế giới. Theo tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, B21 Raider sẽ hỗ trợ chiến lược phòng thủ của Mỹ bằng cách hình thành phần chính yếu của tấn công tương lai của không quân Hoa Kỳ cùng khả năng ngăn chặn như vậy thì tại sao lại chọn số 21? Tên gọi B21 Raider được lựa chọn giữa hơn 2.000 cái tên khác nhau trong một cuộc họp tổ chức giữa các thành viên của Air Force Global Strike Command và ban lãnh đạo không quân Hoa Kỳ. Số 21 trong tên của chiếc máy bay hiện đại B-21 mang ý nghĩa tới thế kỷ thứ 21 và tên Raider là để vinh danh cuộc tấn công huyền thoại của chiếc máy bay B-25 vào năm 1942 được điều khiển bởi tướng Jimmy Doolittle trong Thế chiến thứ hai vào Nhật Bản trả đũa trận Trân Châu Cảng. Với 16 chiếc máy bay oanh tạc tầm trung B-25, B Metro và kính thưa quý vị, các chuyên gia của không quân Hoa Kỳ đang tiến hành thẩm định dự án B-21 Raider. Giai đoạn này được cho là cốt lõi trong khuôn khổ quá trình chế tạo ra chiếc máy bay oanh tạc mới. Trong đó sẽ đánh giá các đặc tính kỹ thuật, công nghệ và sức mạnh của máy bay tương lai. Về hình dáng thì tương đối gần giống như mẫu máy bay oanh tạc B2 do Northrop Grumman thiết kế. Tuy nhiên, hình dáng của chiếc B21 Raider đơn giản hơn nhiều so với chiếc máy bay B2. Dựa vào những hình ảnh được công bố có thể cho thấy được một số đặc điểm tương đồng với chiếc máy bay oanh tạc B2. Tuy nhiên, chiếc B21 Raider lại có những khác biệt quan trọng. B21 Raider dùng hai cặp động cơ General Electric F-118 GE-100 đặt gần hơn ở đầu cánh máy bay, giữa cánh và thân. Còn động cơ của B-2 được đặt ở phần cánh. Cửa hút khí của động cơ Raider không có vành khuyết răng cưa và có độ dốc lớn hơn. Không giống như là B-2, có phần khí thải sau động cơ được bảo vệ tốt hơn nên không ảnh hưởng nhiều đến khả năng tàn hình của chiếc máy bay trong sóng hồng ngoại tuyến. B-21 Raider có kích thích tương đương với B-2 giúp cho máy bay nâng cao được độ tin cậy khi có 4 động cơ. B-21 Raider có thể sử dụng nhiều chức năng khác nhau, nhưng trở thành máy bay oanh tạc chiến đấu hạng nặng, có khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân cũng như vũ khí thường. Báo cáo cũng tiết lộ rõ hơn về lộ trình hoạt động của chiếc B-21 Raider, trong đó cho biết những nhiệm vụ quân sự đầu tiên sử dụng chiếc máy bay B-21 Raider sẽ do phi công đảm nhận một vài năm sau mới bắt đầu đi vào thử nghiệm các nhiệm vụ quân sự không người lái. Không quân Mỹ dự định sẽ lắp đặt hệ thống hỏa tiễn AARL. AARL có khả năng chứa 8 hỏa tiễn hành trình. Tổng cộng trong khoang chứa bom sẽ được lắp đặt hai bệ phóng loại này. Ngoài ra, B-21 Raider còn được trang bị cả hỏa tiễn hành trình hạt nhân tầm xa LRSO, thế hệ mới nhất và bom hạt nhân b Sự kết hợp hai loại vũ khí nói trên cho phép chiếc máy bay có khả năng vô hiệu hóa các hệ thống phòng thủ của đối phương. Đối với nhiệm vụ thông thường thì B-21 Raider sẽ mang hỏa tiễn hành trình JASSM-ER và bom GBU-31 dẫn đường nhờ GPS. B-21 Raider còn có thể thực hiện nhiệm vụ bằng siêu bom GBU-57 có thể phá hủy tầng bê tông cốt thép ở độ sâu 19 m và mặt đất 61 m. Thậm chí trong khoang chứa bom của máy bay còn có thể trang bị thêm các hệ thống trinh sát, hệ thống điều khiển và hệ thống thông tin liên lạc. Thiết kế của máy bay này được tối ưu hóa tuyệt đối, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hiện đại hóa về sau. Với thiết kế kiểu kiến trúc mở sẽ cho phép các nhà thiết kế nâng cấp dễ dàng cùng với chi phí thấp với những tính năng này rõ ràng Raider đang ở trên đường trở thành chiếc máy bay oanh tạc đa năng hàng đầu thế giới. Theo Air Force Times thì không quân Mỹ dự định sẽ mua khoảng 100 chiếc máy bay B-21 Raider với giá khoảng 600 triệu Mỹ kim cho một chiếc. Và kính thưa quý vị, máy bay oanh tạc chiến đấu tàng hình B-21 Raider đầu tiên dự định sẽ bàn giao cho không quân Hoa Kỳ vào năm 2020. B-21 Raider sẽ bổ sung và thay thế dần cho máy bay oanh tạc chiến đấu tàng hình B2 và máy bay oanh tạc thông thường B1B. Không quân Mỹ là lực lượng duy nhất trên thế giới đang vận hành máy bay oanh tạc chiến đấu tàng hình. Dự án B21 Raider sẽ giúp cho Không quân Hoa Kỳ duy trì thế độc tôn trong lĩnh vực máy bay oanh tạc chiến đấu tàng hình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi, Minh Thúy xin kính chào, mong gặp lại quý vị trong chương trình phát hình lần tới.